Xin chào bạn đến với channel Tech Bắc Việt Nam và mình là Hoàng Đặng. Rồi, thì rạng sáng ngày hôm nay, tức là chính xác nhé, là 1 giờ sáng ngày 9 tháng 3 thì Apple đã tổ chức cái sự kiện mang tên là Peak Performance để mà ra mắt những cái thiết bị mới của họ hay là làm mới những cái series cũ. Vậy thì nếu bạn quan tâm tới những cái sản phẩm mới hiện tại của Apple vừa mới ra mắt thì hãy cùng mình khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay của Tech Bắc Việt Nam. Ok. Và như các bạn đã biết thì cái sự kiện vào khoảng thời gian này cơ bản nó không phải là một cái sự kiện lớn trong năm của họ, mà chủ yếu là để mà làm kiểu như mình vẫn hay nói ấy, là để mà lấy cái sự chú ý đó, của người dùng và của thị trường rằng là Apple đang có cái này mới này, hay ho này, để mà làm mới những dòng sản phẩm cũ của họ đó. Vậy thì năm nay ta sẽ có những cái điểm nhấn nào đây? Thứ nhất sẽ là iPhone mới này, thứ hai sẽ là iPad Air mới, thứ ba là iPhone SE 2022 cũng là mới luôn nhưng mà nó hơi chán, thứ ba sẽ là Max Studio, thứ tư cuối cùng sẽ là Studio Display. Vậy thì ta cũng sẽ đi theo cái thứ tự mình vừa chia sẻ nha. Đầu tiên là cái iPhone mới thì sẽ như nào? Cũng tương tự với những cái năm vừa rồi thôi. Cụ thể ta sẽ có màu xanh lá cây mới cho cái dòng iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Chính xác thì Apple sẽ gọi cái màu xanh của iPhone 13 là Green, trong khi iPhone 13 Pro cái bản cao cấp hơn sẽ có màu là Alpine Green. Và nhìn qua cái hình ảnh mà họ công bố ấy, thì màu Alpine Green có kiểu có cái phần màu sắc là nó sáng hơn và nó nhạt hơn đôi chút so với cái màu Midnight Green ở trên iPhone 11 Pro hay là iPhone 11 Pro Max của 2 năm trước. Còn chính xác như nào thì mình sẽ đợi máy về Việt Nam trên tay chính thức cụ thể để mọi người cùng xem với mình nhé. Về giá bán thì máy cũng sẽ tương tự với iPhone 13 và iPhone 13 Pro hiện tại trên thị trường. Ok, để chuyển qua với thiết bị thứ hai và theo mình là có lẽ là cũng rất là được nhiều người quan tâm là iPad Air 5 mới. Thế thì thiết kế nó sẽ là tương tự với iPad Air 4. Còn nếu các bạn chưa rõ và không còn nhớ iPad Air 4 có thiết kế như nào thì mình sẽ nhắc lại một chút. Ta có một thiết bị nhôm nguyên khối với những tùy chọn màu sắc là xám này, trắng, hồng, xanh dương và tím. Mặt trước thì vẫn sẽ là màn hình 10,9 inch Liquid Retina và tất nhiên là không có công nghệ ProMotion 120Hz. Độ sáng 500 nits, có hỗ trợ HDR. Vì màn hình có phần hơi dày, nhưng cái điểm nâng cấp lớn nhất mà Apple muốn đặt vào cái thiết bị này ấy, thì nó sẽ nằm cái sức mạnh bên trong rồi, bởi vì ta sẽ có chip Apple M1 đó. Tức là đây, bây giờ chúng ta và người dùng sẽ có một cái mẫu máy tính bảng nó mỏng, nó nhẹ nhất của Apple nhưng lại có được cái sức mạnh của một chiếc MacBook tương tự như iPad Pro. Và như Apple cũng đã có khẳng định rằng là iPad Air mới sẽ nhanh hơn so với chiếc tablet đối thủ nhanh nhất và nhanh hơn 2 lần so với chiếc laptop Windows trong cùng tầm giá. Những cái điểm nâng cấp khác nằm ở cái chỗ là ta sẽ có camera trước cho iPad Air mới, có ống kính siêu rộng và độ phân giải là 12 megapixel, cũng như được hỗ trợ công nghệ 5G và hỗ trợ bút Apple Pencil 2. Một điểm nâng cấp cũng nhỏ khác mà có thể là không nhiều người để ý khi ta sẽ có cổng USB Type-C nhanh hơn 2 lần so với cái thế hệ tiền nhiệm. Nhưng mà đây sẽ không phải là cổng Thunderbolt nha. Như vậy là bây giờ ta sẽ có một cái thiết bị iPad Air mới so với iPad Pro 2021 thì cũng đã có phần là cắt giảm về cái khoảng cách hơn khá là nhiều, đặc biệt là ở cái phần sức mạnh. Và cái sự khác biệt chính bây giờ nếu bạn quan tâm ấy sẽ chủ yếu ở cái phần màn hình ProMotion này, Face ID và cái hệ thống camera LiDAR ở phía mặt sau. Bởi vì iPad Air mới thì vẫn sẽ trang bị camera sau độ phân giải là 12 megapixel như cái bản tiền nhiệm của nó. Và con iPad Air mới có trang bị M1 này ấy thì sẽ có mức giá khởi điểm vào khoảng là từ 599 USD và lên kệ vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Nên nếu bây giờ bạn quan tâm tới việc là làm việc lên iPad nó tiện lợi, nó gọn gàng nhưng vẫn mạnh mẽ thì ta sẽ có thêm một option mới là iPad Air 5. Ok, thế chuyển qua với cái thiết bị thứ ba là iPhone SE 2022. Có thể nhiều bạn đã chờ đợi nhưng mà cơ bản thì nó khá là bình thường, bởi vì ta vẫn sẽ có một thiết kế nó tương tự với thế hệ tiền nhiệm và giống với chiếc iPhone 8 đã ra mắt rất là lâu mà mình cũng không nhớ chính xác là năm nào nữa. Cũng là kích thước đấy, cũng là thiết kế đấy, cũng là những vật liệu đấy. Chỉ có một cái điểm nâng cấp nhỏ là màn kính của iPhone SE 2022 thì có độ bền cao hơn và tương đương với iPhone 13 như Apple chia sẻ. Ta vẫn sẽ có Touch ID, vẫn có màn hình HD Plus. Cái điểm nâng cấp lớn nhất trên iPhone SE 2022 thì nó cũng tương tự với iPad Air 5 khi mà ta sẽ có sức mạnh mới đến từ con chip Apple A15 Bionic. Và cái sự nâng cấp thì sẽ không chỉ nằm ở cái sức mạnh thuần của máy mà còn có những bổ sung mới về camera và đặc biệt là có kết nối 5G nữa. Cái điểm nâng cấp nhỏ thứ hai ta sẽ có thời lượng pin tăng, nhưng mà Apple như thường lệ thì vẫn sẽ không công bố bất kỳ cái thông số nào về cái pin của họ cả, đúng không? Và cái thiết bị iPhone mới này sẽ có ba màu sắc là đen, trắng và đỏ với giá khởi điểm ban đầu là 429 USD. Tức là cao hơn 30 USD so với cái thế hệ của iPhone SE cũ. Và mình biết là ở thị trường Việt Nam thì đây sẽ là một cái thiết bị mà nó sẽ nhận được rất là
ít cái sự chú ý từ người dùng đúng không? Ok, thì chuyển qua với hai thiết bị cuối cùng mà có lẽ là đa số người dùng cũng không phải là quá quan tâm. Đó là thứ nhất, cái màn hình mới, màn hình thứ hai của họ là Stereo Display, cái màn hình thứ hai của Apple bên cạnh cái màn hình Pro Display XDR trước đó. Với thiết kế nhôm nguyên khối này, có tấm nền hiển thị chất lượng cao và quan trọng này là mức giá nó sẽ rẻ chỉ bằng 1/3 so với Pro Display XDR thôi. Đây là một cái màn hình có kích thước là 27 inch, có độ phân giải 5K Retina với mật độ điểm ảnh là 218 PPI, có độ sáng 600 nits, tức là thấp hơn khá là nhiều 1600 nits ở trên Pro Display XDR, nhưng mà vẫn sẽ là màn hình 10 bit với khả năng hiển thị 1 tỷ màu sắc khác nhau. Mặc dù là có giá rẻ hơn ấy, nhưng mà Stereo Display bởi vì ra mắt sau lại có một số những cái trang bị nó mới hơn với webcam 12 megapixel ultra wide và tính năng Central Stage tương tự như là trên iPhone. Ngoài ra thì màn hình này cũng sẽ trang bị cái hệ thống 3 micro thu âm với chất lượng phòng thu, hỗ trợ khử tiếng ồn khi đàm thoại, đồng thời thì sẽ có hệ thống 6 loa đặt ở hai bên hỗ trợ Spatial Audio. Đó, sau cho cái phần màn hình mới của Apple thì chuyển qua một cái thiết bị nó cũng nhỏ gọn nhưng mà rất là mạnh mẽ khác của Apple năm nay là Mac Studio. Đây là một con Mac có thể xem là hoàn toàn mới của Apple để thay thế cho cái dòng Mac Mini cao cấp trước đó. Với một cái thiết kế nó mới hơn, phần cứng nó mạnh mẽ hơn với chip Apple M1 Max, thậm chí là M1 Ultra, nên cái mức giá khởi điểm tất nhiên là cũng sẽ đắt hơn. Mỗi thiết bị được làm từ chất liệu nhôm tái chế 80% thân thiện với môi trường, có kích cỡ là 19,6 x 19,6 x 9,4 cm, tức là sẽ dài hơn tương đối so với con Mac Mini M1 hiện tại đấy. Nhờ thiết kế mới mà nó cũng cho phép là Apple trang bị thêm những cái cổng kết nối mới cho Mac Studio, và đặc biệt ta cũng sẽ có sự nâng cấp về cái sức mạnh phần cứng bên trong. Với vi xử lý Apple M1 Max cho bản tiêu chuẩn, đem lại cái hiệu năng cao hơn 2,5 lần so với con iMac Intel Core 9 và GPU thì mạnh hơn 3,4 lần so với card đồ họa Radeon Pro W5700X trên Mac Pro. Còn nếu bạn nào cần một cái thiết bị có hiệu năng nó còn khủng hơn nữa, khủng nhất đấy, thì Apple cũng đã có phiên bản Mac Studio với chip M1 Ultra mới. Nhờ thế mà Apple đã tự tin khẳng định đây là chipset mạnh mẽ, đồng thời cũng là tiết kiệm điện nhất thế giới thời điểm hiện tại. Và đây sẽ là một cái mẫu máy tính nhỏ gọn nhưng có thể thách thức bất kỳ một cái cỗ PC nào. Và đó mình nhắc lại là do Apple chia sẻ nhá. Còn giá bán cho hai cái sản phẩm này sẽ là lần lượt là 1.500 USD cho cái màn hình Stereo Display bản tiêu chuẩn. Còn về phần Max Studio thì phiên bản trợ chip M1 Max có giá khởi điểm là 1.999 USD. Còn phiên bản chạy M1 Ultra sẽ có giá bán khởi điểm từ 3.999 USD cho mức cấu hình tiêu chuẩn. Và đó là 5 cái điểm hiển chính trong sự kiện sáng nay Peak Performance của Apple. Và chắc là bạn nào quan tâm tới làm sáng tạo đi thì sẽ kiểu hứng thú với con Stereo Display hay là nó rẻ hơn mà, hay là Max Studio nó mạnh mẽ hơn. Còn nếu bạn nào kiểu người dùng bình thường cơ bản như mình và kiểu quan tâm về công nghệ thì có lẽ là sẽ muốn xem iPad Air mới sẽ có sức mạnh, nó có tối ưu tốt hay không với M1 mới này, hay là con iPhone mới sẽ có màu sắc thực tế là như thế nào. Còn iPhone SE 22 thì các bạn nghĩ sao? Có thể comment bên dưới nhé. Giờ thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những sản phẩm mới của Tech Mac Việt Nam. Ok.